lấy ý tưởng từ ánh sáng của màn đêm và những đốm sáng lấp lánh của các vì sao tinh tú. Đêm xuống ngước nhìn lên vũ trụ bao la, những vì sao nhấp nháy nơi chân trời, ánh sáng lung linh kỳ ảo. Nhà thiết kế Lê Lên đã mang đến cho người yêu thời trang một bộ sưu tập lung linh huyền ảo như những ánh đèn cao áp rực sáng trên xa lộ vun vút, ánh neon nhảy nhót đa dạng theo tiết tấu của bản hiệu, hay những đèn xe giao nhau dưới nhịp điệu rộn rã của cuộc sống. Bộ sưu tập mang tên Light the Night, ánh sáng đêm, được thực hiện trên nền chất liệu satin lụa, ren lưới, mang phong cách hoàng gia với tông màu chủ đạo vàng gold, ánh kim, nâu, đen, kem, xanh, ren kết thành mảng họa tiết, trang trí hạt cườm, hạt bạc, tạo nét sang trọng và quý phái cho trang phục.